Tài mà trên đấy mà nó làm quay rồi đó. Theo như thế này không phải là khó lắm đâu. Quay thế này. Đúng không? Của nó đấy nó mới độc đáo cho anh. Cái này nó là chạy như kiểu là thang máy ấy, em có hiểu cái thang máy mình nguyên lý của thang máy không? Thang kéo này. Tất nhiên nó phải có nguyên lý rồi, nhưng mà làm nào được cái vòng cơ nó như này. Đơn giản mà nếu mà không ai phát minh ra thì nó thành khó, nhưng có người phát minh ra thì vẫn khó. Pasta này. Chỗ nào đấy? Đây là đậu phụ này. Mẹ uống cà phê Starbucks dưới tiền ngon. Đây có step này, step là ấy này, step là ấy này, em ăn cái này nhá, thịt lợn nhá, à quên thịt bò nhá. Đấy. Một cái gì nữa? Một cái đấy với một súp nhá. Được, em chỉ thôi rồi, em gọi một suất đấy, xong rồi anh gọi một chút súp. One beef? One. And for you? And one two mutton soup. What? One two mutton soup. One two. Tomato. Okay. One this and one. Yes. One this. Yes. Mây đang bay về phía ấy rồi.